Xin chào mọi người đã quay trở lại với lại kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về ngàm của các hãng vé cũng như là ngàm chuyển. Ok, bắt đầu thôi. Thì điều đầu tiên chúng ta cần phải nói đến đó chính là mỗi một hãng vé ảnh thì họ đều sử dụng một loại ngàm riêng, trừ một số hãng ra nhé. Có một số hãng thì họ dùng chung, bắt buộc họ phải dùng chung ngàm. Mỗi một hãng vé ảnh họ sẽ thiết kế một cái loại ngôn ngữ riêng để cho máy ảnh của họ và lens của họ có thể giao tiếp được với nhau. Ok. Và để các bạn có những cái hình dung dễ hiểu nhất thì sau đây mình sẽ giới thiệu đến các bạn một vài các cái ngàm thông dụng trên thị trường. Ok, rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với Canon. Với những dòng máy DSLR, máy to DSLR của Canon ấy, thì họ có hai loại ngàm. Một là ngàm dành cho máy crop có tên là EFX và một loại ngàm dành cho máy full frame có tên là EF. Sang tới những dòng máy mirrorless thì họ có ngàm M dành cho những con máy M6, M10. Cái dòng này thì bây giờ hầu như cũng rất là ít người sử dụng. Và tiếp theo đó là ngàm RF, ngàm RF, đúng rồi, ngàm RF thì đúng hơn. Thì cái loại ngàm này nó dùng cho các cái máy ảnh là máy R này, RP, R3, R5, R6. Đó. Tiếp theo là đến với hãng Nikon. Thì với hãng Nikon này họ sẽ hơi khác với lại Canon một chút. Thì dòng DSLR của họ, họ sẽ dùng một loại ngàm có tên là ngàm F. Đó, còn mirrorless thì họ cũng dùng chung ngàm, thì họ dùng một loại ngàm có tên là ngàm Z, chữ Z ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Sony. Thì trước đây Sony cũng có sản xuất máy DSLR và nó cũng dùng chung ngàm, máy crop hay máy full frame thì cũng dùng chung ngàm, và cái loại ngàm đó là ngàm Alpha hay là ngàm A. Đó, nhưng mà giờ thì dòng Alpha của Sony đã dừng sản xuất rồi và họ đã tập trung vào chuyển sang sản xuất mirrorless. Thì cái ngàm cho máy mirrorless được đặt tên là ngàm E, và cái ký hiệu FE thì để ám chỉ đấy là ống kính dành cho máy full frame, còn ký hiệu E thì để ám chỉ đấy là ống kính dành cho máy crop, nhưng mà hầu như mọi người đều gọi là ngàm E. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với dòng máy ảnh Lumix của hãng Panasonic. Thì theo như mình có tìm hiểu thì với những dòng máy với cảm biến Micro Four Thirds M43, ví dụ như là dòng Lumix G, thì mình có tìm hiểu nhưng không biết là cái dòng ngàm này được đặt tên là gì, nên là chúng ta cứ tạm gọi là ngàm Lumix G. Ok. Còn với những máy full frame của hãng thì ví dụ như là con Lumix S5 hoặc là Lumix S6 thì họ có sử dụng một cái loại ngàm có tên là L-mount. Cái ngàm đấy thì nó dùng chung với lại Leica cũng như là Sigma, và ngoài ra thì còn kha khá các hãng máy ảnh nữa, ví dụ như là Pentax này, Leica này, Olympus này, rất là nhiều. Và các bạn hãy lên Google tự tìm hiểu giúp mình. mình có đi tìm lại một vài thông tin, mà mình có nhớ rằng là ngày xưa Samsung họ cũng đã từng sản xuất các dòng máy ảnh DSLR cũng có và mirrorless cũng có, nhưng mà có vẻ là cái mảng này họ làm ăn không tốt lắm hay sao, nên là họ đã dừng sản xuất cái này từ rất lâu rồi. Ok, đó là vấn đề về ngàm. Vấn đề thứ hai mà mình muốn nói đến trong video ngày hôm nay đó chính là vấn đề ngàm chuyển. Thì để nói một cách đơn giản nhất ấy, các bạn cứ tạm hiểu cho mình là ngàm chuyển ấy, nó có tác dụng là giúp cho cái máy ảnh của hãng A có thể sử dụng được lens của một hãng B, tức là kiểu dâu nọ nhưng mà cắm cặp bà kia. Đó, các bạn cứ hiểu đơn giản nhất như thế là được. Và ngàm chuyển thì được chia làm hai loại. Loại đầu tiên là ngàm chuyển cơ, thì loại này nó chỉ có một công dụng duy nhất, đó chính là gắn kết hai cái linh kiện của hai hãng khác nhau vào với nhau. Ví dụ như là máy ảnh của hãng Canon và lens của hãng Sony, đó, ra bảo thế là xong, nó không làm một cái công tác gì khác. Nó giống như là một quyển từ điển đấy, giúp phiên dịch, giúp các bạn có thể kết nối được hai cái thiết bị này với nhau. Nhưng mà cái công cuộc lấy nét thì các bạn phải tự làm bằng tay hết, tức là các bạn phải tự tra để tự dịch ra. Và loại thứ hai đó chính là loại ngàm chuyển điện tử. Thì loại này là bên trong nó có những cái chi tiết bằng điện tử, nó có thể giúp kết nối hai cái linh kiện đấy, máy ảnh của hãng A và lens của hãng B kết nối với nhau, và nó có khả năng là hỗ trợ lấy nét tự động, tức là các bạn không cần phải lấy nét bằng tay giống như ngàm chuyển cơ nữa, mà cái này nó hỗ trợ các bạn lấy nét tự động. Các bạn cứ hình dung nó là một cái người kiểu phiên dịch viên ấy, đó, phiên dịch viên tự động hết cho hai cái đấy tự kết nối, tự nói chuyện, tự ra lệnh cho nhau. Ok. Vài năm trở lại đây thì cái việc dùng ngàm chuyển nó càng ngày càng trở nên phổ biến, và các cái hãng họ sản xuất ngàm chuyển càng ngày họ càng làm nó tinh vi hơn, khả năng lấy nét rồi tất cả các cái tính năng phụ trợ, lấy nét mặt này, lấy nét vào mắt này, hay là lấy nét quay phim thì càng ngày nó càng thông minh hơn. Và lý do tại sao họ lại sử dụng ngàm chuyển thì có thể kể một vài lý do như sau. Đầu tiên, chúng ta có thể tận dụng lại những chiếc lens cũ. Ví dụ như các bạn đang sử dụng Canon và các bạn muốn chuyển sang sử dụng Sony, thì lúc này các bạn sẽ dư ra rất là nhiều lens Canon chẳng hạn. Và khi bạn chuyển sang Sony thì cái lens của Sony nó quá là đắt, và bạn chưa có điều kiện kinh tế để mua những cái lens cao cấp của Sony, thì lúc đó các bạn sẽ sử dụng một loại ngàm chuyển từ lens Canon nhưng dùng trên máy ảnh Sony. Và lúc đó thì chúng ta sẽ chọn một loại ngàm chuyển có tên là Sigma MC11. Đó, đây là một cái ngàm chuyển rất là phổ biến để mọi người có thể sử dụng lens Canon trên máy ảnh Sony. Đó, ví dụ là như thế nhé.
Ngoài ra thì còn một vài lý do nữa, ví dụ như là hãng máy ảnh của các bạn họ không sản xuất ra cái dòng lens với cái tiêu cự đấy, hoặc có tiêu cự đấy nhưng mà lại không có cái khẩu độ giống như các bạn mong muốn, hoặc là cái chất lượng thấu kính của nó không được tốt, hoặc là về vấn đề kinh tế, vì thường các lens của hãng thì bao giờ giá của nó khá là mắc đó. Thì ví dụ đơn giản trong cái trường hợp này thì đó chính là hiện tại có rất nhiều bạn sử dụng những cái dòng máy Lumix S5, S6 á, dùng để quay video, thay vì việc là mua lens của Panasonic, mua lens Lumix á, thì các bạn ấy lại dùng một cái ngàm chuyển là ngàm MC21 để dùng lens Canon sang máy ảnh Lumix đó. Thì các bạn biết là Canon họ có một cái hệ thống lens rất là đồ sộ, thị trường cũ cũng rất là sôi động và có rất là nhiều giải tiêu cự, nhiều lens cũ để các bạn có thể tự lựa chọn tác nghiệp, tiết kiệm được khoản chi phí tương đối. Ok, video ngày hôm nay đến đây hết, và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy like và follow, hãy comment, thắc mắc gì hãy comment ở dưới giúp mình nhé. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Ok, xin chào, bye bye.